Thưa chào anh em nhá. Thì ngày hôm nay mình sẽ nhờ anh em bảo là review quán chân tinh dân tổ của anh Ngọc đi. Ok, hôm nay mình sẽ lên quán chân tinh dân tổ của anh Ngọc để mình review quán chân tinh dân tổ của anh Ngọc nhá. Đấy, có anh chân tinh dân tổ ngay đây rồi. Giờ anh em theo mình nhá, lên xe, lên xe. The view nước đây. Đấy. Chờ chai quất nha Nam này. Đây, khoảng xe cao cao. Lên VTV1 của anh Hùng đây. Cao cao lên VTV1. Anh Hùng về. Anh Hùng nữa lên xem phòng không? Đây nha. Vừa lên cao quả cao của anh Hùng về. Đây. Mình cứ xem cái tem này mình hốt này. Em nhìn điều này. 88 này. 98 này. 98 này. Đây là bọn phế thủ của họ. Có 99 không? Bọn đi xả rác. Bật hết cả điếu của người ta. 28 này. Anh là muốn anh em bảo đấy. Anh là muốn lên giao lưu với mình này. Hay là anh Ngọc hay là anh hay là ai đó thì anh em lên địa chỉ là ngã ba hay phố Thòa nhá. Đấy, anh. Mày vào lấy đâu cái ấy đấy. Anh làm tí à? Anh ổn. Mày có một cốc cái bài đây à? Ba cốc. Anh em có sẽ em vừa quay menu đấy. Đây là quay trên menu. Quay rồi, quay rồi. Đây quốc Việt Nam 15 tip cả. Đây dân tổ 10 tip cả. Đây. Thấy đồ gì anh? Hết khói anh nha. Hết khói nha. Anh em vào lên đây là thưởng thức bộ môn thu lào Thanh Hóa. Nhìn anh bắn đây này. Thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Không phê. Không phê. Hồi ký dân tổ. Anh em thích chưa? Trời ơi. Đấy. Hồi ký dân tổ. Chiếc xe là lên tên tổ Hải Ca Lăng. Ngã ba của chùa cũ. Thành tư. Em Lê Minh Nhân có hỏi ra HC nhá. HC cho hỏi ra cổng cổng sau chùa Hà. Người ta có chỉ đâu? Phê còn vào lại. Xe dân tổ. Bi đầu ngày. Câu hỏi này là câu hỏi linh không? Quả là cam Sony. Kéo phê. Sony A6000 đúng không? Mình vừa động vào máy quay này xong. Mà chưa có gimbal gì cả. Cái đâu? Cái mày mua đâu? Để ở nhà rồi. Cái gì triệu hai đâu? Nhà đấy thì mang ra đồng quay đồ ăn rồi. Đứng gần tạ. Đây anh em lên đây là phải nhá. Quên lắc sữa. Thế nào muốn lấy tem lên đây nhá. Cốt lắc sữa thì đừng uống chặt thêm. Ờ, uống cốt lắc sữa ngon ạ. Theo mình là cốt lắc sữa ngon ạ. Nên mua cốc nước xin được chụp cái tem luôn. Hoặc là chanh leo lắc sữa. Lấy tem không? Tao bảo tao lấy cho xem. Tao bảo lấy mấy cái ra đây. Lấy
bán cái nhầm nha. Em đợi thằng quê mình đi lấy tem cho anh em xem nha. Và xin cái này ok mà. Em nữa thì không phải ngại đâu. Nhưng mà bảo cho em xin cái tem là chắc có người đưa cho. Chứ không phải ngại. Không mất tiền nha, không phải sợ đâu. Tem free nhé, chỉ là đúng đơn là cả tem. Mà đây. Đi đến xe xin cả. Đây, mình mang lên xem nào. Đây. Tem limited luôn. Ô, bây giờ ông làm tem khác nhở? Trước chắc là nhiều thằng nó dán kiểu fake của nhiều thằng nó in tem fake. Lương này vẫn thế nhỉ? Phương Thế Ngọc này. Lương vẫn thế nhỉ? Vị vẫn thế nhỉ? Vị vẫn thế. Đó là không mời à? Không mời. Đã uống đâu mà thay đổi à? Không đã uống đâu mà mời. Uống đi. Thằng uống con tao nó vơi rồi này. Tao chưa. Ừ. Tao ấy. À quên. Mời anh em nhá. Vị vẫn thế, không có gì thay đổi, vẫn ngon, rực rỡ. Đây này, đây này, đây là đầu này. Anh em xem nha. Đánh đầu mẹ. Ngu vãi cả trưởng, cái này nó ngu quá. Bóc cái này. Bóc của ven, ông đi bóc của góc làm gì? Bóc thẳng tên ra luôn. Lạ, nào đi, không phải đi chuyện nha. Tự nhiên nó đang làm, nó đưa em cái nghe bảo này cho mày. Sao nó bảo là lấy ra. Không hiểu nó cái gì. Lấy trên tao bật chặt tao. Tao nhắm mắt lại con rộp thế nào. Sao mà mày tao lại bật sách người ta. Cứ tiếp. Dán đầu mày không? Đây dán cái điện thoại. Chết. Nó bị hở. Cô mẹ hơn 6 bê tí á. Dán đầu mày á. Anh ngục. Nó này dán được cầm anh. Nó bị đồ à? Dán đầu mày không? Ừ, anh nó dán ở đây này. Anh là lên bóc nhá. Cái được anh có ôm sờ vào rồi. Anh là lên bóc nhá. Để mình ký, thích ký vào nhá. Ký vào. Ký không? Ủa đứt lỗ. Đi ổ điện ăn. Ngu huồng đốt ổ điện. Thế này có cái gì mà gây thương tích ạ? Anh ngủ ra làm quản lý được chiếc xe em nào? Thôi. Lên đấy và xe lên V1 đấy. Lên V1. Xe lão 24 giờ. Xe lão 24 giờ. Ca sĩ ông phải cùng làm. Vác xe ra được. Bốc đầu và cái kết. Kịp ạ. Xe mà trên đấy chúng tôi tìm Nguyễn Cao Khải. Nguyễn Cao Khải bốc đầu chết tại đâu đâu. Rồi không bốc đầu chết tại đâu rồi. Lão thật. Phương Tĩnh Ngọc. Các kiểu câu view va bạn đảo. Hôm nay không có khách nhỉ? Chắc đi học. Bây giờ chưa. Cuối tuần đông á? Thứ bảy chủ nhật đông á? Đông kín mà nhá bạn. Tối rồi anh em ạ. Mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ là bây vẫn sớm nhưng mà nó trời nó tối rồi. 5:34 35 phút thì trời là tối rồi. Ui, xe. Tiếp tục rồi, tiếp tục rồi. Mua đây rất nhiều, rất tủ đi qua nhá. Đấy thì tối rồi nên mình chả quen thì cho anh em xem mà review thì cũng không biết gì. Biết là nó ngon thôi. Có vị sữa rồi, sữa chua rồi. Thì clip ngày hôm nay là mình chỉ làm thế thôi. Anh em xem ủng hộ mình nhá, nhớ like. Và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất. Nói gì nữa nhỉ? Thôi, chào anh em nhé. Bye bye. Được rồi. Không bao lời.